lại tiếp tục ăn dầu bò nữa nha ơi. Là tính làm món gì vậy cô? Qua xả chứ gì? Để nó nóng cháo rồi nay qua xả đi. Rồi tính qua xả bà này. Đang khò. Khò chấm đen thiệt đen đó cô, bữa tôi khò đen lắm đó. Đen hả mà trả ra nó mới vàng, mới trắng. Cho hết cái chất đen. Nó trái đen vậy chứ chung nó trà ra nó vàng giòn ngon lắm mà. Chân bò mình sọt khò xong nó đang thui y như khúc gỗ vậy mà, y như cục than luôn á. Vậy này mình đem vô mình ngâm nước cái mình cạo nó là nó ra cho ăn tươi nha. Mình chế nước mình lấy bùn nhùi mình chà cái vàng tươi nè các bạn, dễ ăn. Mày ăn chà rồi cái bên đây rồi nè. Quá ngon. vừa bụng hết sức. Mình làm cái công đoạn khò rồi mình rửa sạch luôn đó bạn ơi, nhưng mà chặt ra. Nè mình ướp luôn, ướp khò. Ướp đi. Giờ mấy em chặt xong rồi nè các bạn ơi. Tới chặt xả ra ngốp xả mình giờ chặt khúc nữa bạn, khỏi mình không có bầm. Để mình ốp tương rồi. Đồ gì em bỏ hết này các bạn ơi, mình xóc nó đều lên. Không dễ chứ là nằm dưới. Để anh thăm thôi đi. Cái nặng dữ lắm. Hai trái đi. Ôi. Giờ thì mình bắt nấu kho lên rồi các bạn ơi. Giờ em chặt dừa ra nè.
lâu tới vậy. Cái dừa. Dừa kiểu có ngón tay gì. Tới nè. Trời, cái dừa này uống nước thấy bể luôn. Ngon dữ ta. Nước cũng dữ à. Đoạn nó vừa vô. Đúng nhầm chén vừa vô các bạn ơi. Mình nấu chân bò là mình chọn củi nào của nấy. Ngầm tay ngầm chân không, y như cầm bánh tét vậy. Ăn này ngon mà hao củi dữ lắm. Để vô cây này nữa. Có anh cháu ăn gần tập lấy muỗng gọi ăn gần. No. Dạ muỗng vô đây, dạ muỗng vô đây, chị hai cho, chị ba cho. Dập cái đó đi. Dập muỗng vô đây. Dập cái đó đi. Đúng rồi em ạ. Con trả lại. Chưa gì nó ngã trước rồi. Đâu, nó. Quay qua. Đồng không chết thiệt. Đây giờ chín rồi bạn ơi. Giờ sắp nước dừa lẫn vàng. Ôm luôn à. Chờ nãy giờ sắt lại mềm luôn rồi. Đợi nhẹ xuống. Nhẹ xuống tới nằm giọng nãy giờ. Đợi mình với cô tắm rửa. Cô dẫn bò về nãy giờ mới dẫn bò về tới. Đợi nó cũng mùi thơm. Trong thời gian chờ đợi nó mềm á, mình đi nhốt bò rồi. Rồi mình mới về giờ ăn. Rút mấy cái cọng cọng đó mẹo ơi. Đó, mấy cọng cọng đó. Quá đã. Mấy con này cũng gần. Được rồi mẹ ơi. Trời nắng nhưng mà ngầu xuống rã kêu rào rào. Rồi mình khiêng ra ngoài cái đám ruộng trước cửa nhà mình nè các bạn ơi. Ngầu đây nhậu cho mát. Ngầu sắp hết chết. Có anh nhẹ xuống à. Đây cấp cho người miếng khăn giấy đi, lau tay. Chú bằng cuối là chừng nào chín cái cuối có cái đầu ra lon tặng muốn cái mấy lần nữa chưa hết bữa nay lạnh làm nó hết luôn. Cái đầu đó năm lon tặng. Bữa đó anh lên khui ra uống không được nữa nữa. Giờ còn có anh nhẹ xuống lem lem uống luôn. Có chú Sáu là đem chơi nữa mà không ớn cửa rồi, không ở ngoài rồi. Bia rồi sang qua đó làm mấy ly cái té ngang đó cái đóng nút lại để tao nó tự nó sao tao quỷ thì tao uống bình thường trời có gì đâu uống gì đây tính đâu nè. Xin mời cả nhà dùng bữa với mấy anh em mình nha. Mời cả nhà nha. Không mời cả nhà anh gấp cục bự coi nó tôi mèo cũng gấp thế bể không trời ơi tao bò ho chú ơi sao làm miếng vậy. Xin mời cả nhà uống đi uống 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 chấm nè. Chú ơi cái chấm ăn nha. Rồi mới bún nữa cả. Nãy giờ ăn luôn rồi. Bự quá răng gõ lúc này thất bại. Này cũng yếu quá, răng yếu quá hả? Gặm miếng rồi rồi. Có kéo mà. Này cũng vừa ăn. Cái dây. Cái dây. 18 à. Cái này phải không thấy cái biến chặt nó đem là hai trái dừa đó. Không kêu nó đi chặt vậy trái dừa là đổ vô uống được á. Ruộng này hơi cứng quá pha vô trái dừa uống bạn ơi. Nó chặt hoài bạn ơi uống xét như không chết queo luôn. Y như chú Quát bữa đó thằng làm mấy ly đem vô nặng chanh nặng vô tùm lum nặng ra ngoài em nó đá đâu uống tao lạc dựng nè tôi cho em cái này ra tính ấy rồi. Cứng dữ ta. Trời ơi, cái này 40 cái trời. Thì 40. Bữa mà ở đằng nhà nó 40 cũng không ấy mà sao bữa nay 40 cái nghe. Vậy à, cái chai đằng nhà đang yếu hơn chai này. Nào cũng 40 độ mà cái sao mà chai đằng đó chai đặng rẻ tiền. Rẻ tiền không mà cũng 40. Nào cũng 40 bỏ này nè. 40 bằng chai quát. 40 độ á, chai đặng 40. Trời ơi, cơm coi, nóng. Nóng, chịu nóng. Chạy đường đường.
chấm lên rồi. Chấm cho con cái màu đen nào. Xin mời cả nhà nha. Trời ơi, ăn cơm kiểu đó. Ăn cơm phải trang nước chứ sao ăn cơm kỳ. Ăn cơm với ba cái anh ấy, chừng nào xuống chức nữa. Từ bữa, từ bữa bốn tới bữa này. Ăn cơm vợ không có chửi. Bữa nói nhìn... Mấy bạn mới nắng nó để kêu tụi mèo với là gô điện cam chon với nhẹ nó rảnh không dòng hiện bộ cho nó bữa nào rảnh không tôi bắt mấy hai đó không hành ra giàu coi có mấy anh em ăn vui chứ có tôi với tụi mèo ăn rồi giờ nhà anh Trúc nè đang làm trễ nó mà giờ cái họng nó lan sưng lên bằng cái ống cống nó nhậu được cái mọng hả bữa nay đám giỗ nhà anh đâu uống miếng nào đâu tôi cũng bị với mọng à. Ừ, anh bữa đó uống nước đá nhiều cũng bị uống thuốc hai ngày mới bớt uống ba cái bia mời cả nhà làm đại ly rượu đế với mấy anh em mình nha đầy quá chia anh nữa chia chứ chia em nhẹ em cũng em nói nhẹ đi đâu gặp có trời rồi vô đêm cả năm mà năm rồi năm nay có hai năm mới gặp em xác bên hai năm rồi hai năm bữa tết kêu vợ em đem khô lên trển tặng anh với lời cho anh khô cái tê ăn tết trời ơi khô trên đi cái em quên rồi về con em bệnh luôn rồi em đâu có đi lên mé đó đâu con vô lấy cái dao luôn con chị mua đem đây nè cái dao ngoài chỗ cái tê mà cái dạng cái bữa dao ngoài cái cọp mấy cái cọp á ta tắt ao á làm tôi 4 kg giờ còn cả đó sẽ khô rồi có cái vết không chứ làm sao nãy này không làm hôm nay em cho ăn tết cũng nhiều lắm rồi còn ăn tết mà ăn có hết đâu ở nhà có ăn đâu đi ăn kéo à ừ tết bữa tặng gì cháu có không có tặng gì năm mượn mình trời đất ơi cái bữa mùng ba ở nhà ở nhà cái bằng bữa đó làm cũng hoành tráng mà nhậu bữa đó đuối luôn rồi bữa đó vui trời ơi bữa đó vui thế này tôi bữa nào cũng sai tôi từ 25-26 luôn cũng sai tới mùng 7 tết tôi nói trời ơi qua tết được nói chứ nói trời ơi qua được tết mình qua trời mình thì nay lớn càng ngày càng lớn tuổi rồi yếu nhậu thì cũng độ hoặc hai thôi là gồng dữ lắm rồi còn cái này mấy bữa đó tôi nói tấu ngày lên ví dụ như anh em ví dụ mình trời bữa nay uống nhưng mà 4-5 chỗ mình nhậu mình xiết mình đổ mẫu mẻ rồi còn ví dụ chứ anh em cái đó mình xây vòng nữa chịu uống nổi chứ mình liên tiếp mình không lẽ mình không ghé người ta bởi anh em không tết trong vòng nhà không chứ không đi đâu được có đi đâu ăn cũng vậy có đi đâu bữa đó khi mình rảnh thì mình còn đi chơi xa được tôi tính mùng ba tôi quýnh đuối bữa đó mùng ba cúng nhà cửa là với má ngoại nó cúng là đuối bữa là nghỉ ha bữa đó nhậu về là ngủ cứ bằng tới sáng vậy là cháu hút không nậu á anh nhẹ anh giạt trái dừa đang đổ ra ly pha rượu bạn ơi tàn thấy vậy chứ gì lắm là... mình uống bớt đi giờ mình chế vô nửa thôi đó anh nửa ly ha dạ nửa ly đó với nửa ly rượu cái chút nữa anh đổ ra nữa lâu dữ rồi làm mấy anh ba làm mấy coi sao nó chạy nước dừa hay sao nó không thuộc điều nữa nó cận giảm nhậm quá trời quá bữa đó sao mà uống mấy bia sơ rồi uống gần ngang cũng ngọt rồi xong rồi nó cao độ dữ mày có đâu nhậu đậu con cháu bỏ tao đâu rồi nhà tôi với nhẹ không, cái mày không, cái mày 0979 4 3 2 9 bị dài nắng quá được rồi đó giờ cũng được rồi đó
Đó, đi mà đó. Đi mà, được không? Đi mà chứ ngồi rồi bữa đâu. Chứ vừa không hay. Không mà cũng có gì đâu. Ví dụ nha, nha, nha. Có đồ ra nữa. Có nhà gian đã học mà nhà, nhà cũng cũng được đấy chứ rất nhiều cái rồi mi biết sao không? Đó, cái chùa quán gốc đây chùa quán ta đem lát xe thuốc đá khoảng nửa tiếng hồi nó lạnh tê buốt rồi đem ra chanh với đường nó uống vậy không là chanh với bỏ vô tí đường thì mi hả có tí đường phèn bỏ vô uống viền chết nó uống vậy lắc xê nó mất cái nồng độ của nó uống nó không còn gắt nữa mà nó dễ uống lắm mà đều cái chất lượng nó vẫn như vậy nó cũng sai ông đè nó vậy nhưng mà đừng ông trai là ông trai mới chết á vậy chắc sai chắc dạng nậu quá bò cam bò này chiên nó kêu mà ngon hơn khi lắc xê mà ngon hơn cái ốp lạnh á nhưng mà thấy là ốp lạnh là mình mắc cái độ mình cảm giác là nghe nó ngon thôi mình mắc cái độ nó thôi mình nghe lạnh này mà chết luôn tôi nói hay nhẹ chứ tôi cũng thích một cái là uống bia phải không Ken Tiger tạo ốp lạnh đủ độ nó là cái tôi uống yên chắc vậy con nhẹ xuống ba mình ra chơi nhậu với nhẹ miếng nữa nè bạn ơi ba ngồi lên đó đi ngồi ba ơi nhỏ mà nó làm cha tao thấy ớn nhà năng hả đi ra đi mình phải còn hết chưa cái này mỏng ngay chứ hết cái cho ba đi chị ơi con quay lại về nhà nó không lấy cái chai rượu của bác Năm Lần lon cho đem đây bà phải nói cái nước dừa này kho cái màu nó hổi lên đẹp thì ghê thiệt chứ chút nữa là cái gì nước màu kho thịt heo mình kho tàu nó cũng nhờ nước dừa này nó mới có màu đẹp dạ chứ bây giờ nó rút chơi đi ra tay cạp nữa. Tôi này tôi làm ba vụ đi. Giờ này mà còn cạp móng dữ. Làm được làm. Cạp chứ. Thấy cái không cũng ngay cái đi. Chứ thấy kèo ăn có giá. Húa đang có giá. Tôi biết đánh vậy. Tôi nói năm lại giờ hả? Bây giờ nó yếu gành quá, cạp ba gành. Khoảng chục 20 mẫu phải không? Còn có mình tôi ở trong đó. Hết luôn nha. Có thầy Võ Thắng đi thể thao ngang nhà mình kêu ghé làm ly hai nè các bạn ơi. Vô hết đi. Hai chỗ đường mình qua khỏi xã tí nữa là nó nằm vô bạn. Vô chạy cái thân không bằng á. Bước mấy cái hột chân. Còn cạp được. Cạp được mà. Sáng thịt bò, da bò con còn xào được. Xào sao da nhanh. Nó da bò xào củ hành rồi ăn được chứ gì có gì đâu. Là lấy cái nọ ập sức nấu cho nó mềm bỏ vô xào không chịu đâu. Bỏ xào sống luôn. Cải rồi chín ráo rồi dao bỏ dao nhặt nó lên nhai cạo rút kinh nghiệm lần sau không tháo giá bao nữa kìa.